Thôi tôi nói vậy thôi ha, thì quý vị cố gắng. Thành ra quý vị thấy mà khi mình thấy một vật gì thì trong đó đều phải qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thân bây giờ tôi cầm cái đồng hồ này, tôi thấy nó trơn láng. Hoặc là nếu để ngoài nắng tôi cầm tôi thấy nó nóng. Còn nếu tôi để cục nước đá vô thì nó cầm thấy nó lạnh. Thì cái cảm giác sát thân là nóng lạnh này kia. Nhưng mà khi tôi cầm cục nước đá thì cái cục nước đá là lạnh khác, còn cái lạnh trên cái bàn tay tôi lại khác. Đúng là không phải khác mà không phải một thứ. Quý vị để ý nha, nó có điều hết. Rồi quý vị sẽ thấy cái cuộc đời này nó bí hiểm, nó bí mật. Mà nếu mình chịu ngồi cho lâu sâu, mình bật mí nó thì chúng ta không còn dính mắc nữa. Còn nếu nó bí mật là mình tiếp tục lang thang luân hồi mãi. Khi quý vị mà hiểu được nó rồi, bật mí nó hết rồi, quý vị đâu còn dính mắc nữa. Khi nào mờ mờ đó thì mới dính mắc. Mà đã sáng tỏ là không dính mắc. Mà sáng tỏ không dính mắc, đạo Phật kêu là bát nhã. Còn lờ mờ thì dính mắc, đạo Phật kêu là vô minh. Thì vô minh với bát nhã giống hệt thôi. Khi lờ mờ mình ngồi lâu, tập trung lâu, kỹ lâu sâu mà đi vào đó thì mình sẽ thấy rõ hết. Thôi đại khái là vậy không? Thì quý vị phải học cái bài kinh 66. Thì đó là cái tiến trình của năm quận mà hồi trước tôi giảng rất là đơn sơ cho quý vị nắm được. Bây giờ tôi phải đi sâu và có lẽ còn đi sâu nữa. Hồi trước thì tôi nói về sắc quận là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc, là sắc thinh hương vị xúc, là chưa có cái biết, chưa có sự sống. Rồi thọ quẩn là có cái biết mà chưa có tư tưởng phân biệt. Còn tưởng quẩn là có sự phân biệt mà chưa có sự đắn đo lựa chọn. Còn hành quẩn là có sự phân biệt, có sự đắn đo lựa chọn, quyết định để hành động tạo nghiệp. Còn thức quẩn là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức và tội phước. Cái gì khoái nó trả thuộc lòng, nếu vậy là tôi hiểu rồi. Mốc xì, còn lâu, chúng ta còn phải đi sâu nữa, cái này mới là mẫu giáo thôi. Nếu tôi giảng tới là quý vị chán nản không trả. Thành ra tôi phải nói vậy vậy đó. Nhưng mà khoan, nếu chúng ta đi sâu nữa thì khác nữa. Sắc quẩn không phải là sắc thân này không đâu. Thì quý vị phải nhớ là sắc trần, sắc pháp, sắc quẩn khác nhau. Sắc trần ví dụ như cái chai, cái ly, cây cỏ, nghĩa là đối tượng của con mắt. Cái đồng hồ, cây cỏ, quý vị ngồi đây đều là sắc trần. Trần là bụi bặm, là những cái điện tử nó kết hợp lại thì nó có hình tướng, là cái đối tượng của con mắt. Còn thinh trần, trinh trần là đối tượng của lỗ tai, hương trần đối tượng của lỗ mũi. Rồi sắc pháp là gì? Sắc pháp là nó ăn với tâm pháp. Sắc pháp là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. 12 cái này kêu là sắc pháp. Rồi khi căn tiếp xúc, sàn sinh lý tiếp xúc với vật lý rồi thì ra cảm giác ngạ quỷ, rồi tư tưởng của xúc sanh, rồi thọ, cảm giác thọ cảm của người, trời dục giới và trời sắc giới, rồi tới tư tưởng của trời vô sắc. Cái này kêu là tâm pháp, hay kêu chung là danh sắc. Sắc là sắc thân này gồm có năm căn và sáu căn sáu trần, còn danh là thọ tưởng hành thức. Quý vị thấy Đức Phật giảng tùm lum chứ rồi cũng con lại mình nắm được thì nó dễ ợt thôi. Thì đó, cuối cùng là tôi đưa quý vị nắm cái gốc, đưa quý vị nắm cái gốc. Rồi từ đó là cái câu hỏi nào quý vị cứ dựa vào cái tâm quý vị ẩn chạy hết, không có kẹt cái gì hết đó. Tôi hồi xưa tôi cũng khổ gì đâu Phật, nhiều khi hỏi mình kẹt. Nhưng mà nếu mình nắm cái tâm, đừng có nắm cái thân với cái miệng, nắm cái tâm thì câu hỏi nào mình kéo về đó thì nó sáng tỏ hết. Đức Phật cũng vậy, mình coi nhiều kinh rồi lẩm bẩm, mình gấp lại mình ngồi mình cười. Ngài giảng năm giới, tám giới, 10 giới, 250 giới,
Rồi người nữ 348 giới. Rồi cuối cùng là nó có một giới thôi. Chúng ta nói cái đạo Phật ông Thích Ca này kỳ khối. Nhưng mà nói vậy chứ một giới là không phải dễ tu á. Mình căn cơ thấp là không phải dễ tu. Một giới là cái gì? Thân, miệng, ý. Chỉ có cái ý đó. Nên có ông thanh niên đó sau khi mà gia đình xong rồi ổng đi xuất gia. Ở ngoài cư sĩ thì năm giới như mấy cô mấy bà. Vô thì Tỳ Tỳ Kheo thấy ổng tinh tấn, ổng là trẻ tuổi cho ổng tám giới. Tám giới là hai bữa cho 10 giới sa di. Rồi năm bảy bữa quốc ổng cái 250 giới. Ổng xá dài. Vì Tỳ Kheo là ta tu lâu rồi, ta đi đứng nằm ngồi ta giữ giới rất là thanh tịnh. Ổng còn láo táo mà vô, nhưng mà căn cơ ổng cao. Ổng xá mấy đại đức coi con hoàn tục thôi. Con tu không được, con quậy với đức không được. 1250 vậy con thấy nó rất là thanh tịnh, lặng trang. Mà con mới vô con ngồi thiền đâu có được 3-4 tiếng đâu rõ đại hoài. Để cho con hoàn tục. Thì đại đức mấy nhất là Xá Lợi Phất, Ngục Kiền Liên mà năn nỉ ông giảng, ông cũng không chịu. Ông nói con không được. Tôi thấy quý đại đức ngồi 7-8 tiếng, 7-8 ngày mà con mới có 1-2 tiếng là con nói nó rõ rại rồi biết chú quán. Rồi cái ông nhất định hoàn tục thôi. Thì Xá Lợi Phất nguyên đâu có cầm được đạo Phật mà. Người ta không chịu thì thôi. Rồi ông xả giới ông đi về. Mặc đồ đời đi về. Về cái nhớ là sư phụ mình vô. Mình bạch với Phật Thích Ca. Bây giờ ra không có cho ông Cô Đàm hay. Trở lại kiếm Cô Đàm. Lễ Đức Phật biết. Ngày ngồi ngày cười. Mà nói con có phiền cái gì không? Nó không. Con vô giới hội con có phiền gì không? Vì giới nhiều quá con làm không nổi. Con vô mới có 7 bữa mà cho con 250 giới, con làm sao làm nổi. Đức Phật cười. Nói giờ con có phiền gì trong giới hội chư Tăng nó không? Con chỉ sợ con tạo tội thôi. Vì con tu không được, con rõ đại hoài. Phật nói bây giờ thôi vậy. Giờ Thế Tôn cho con giữ một giới thôi con chịu không? Ông nói trời có vụ đó sao? Như vậy thì con ở lại. Bây giờ giữ một giới là giữ làm sao? Thì Đức Phật nói quý vị nhớ ha, cái này là cái tu của mình. Chính là ông Xá Lợi Phất gì ông gì đó thì cũng giảng về cái này đó. Khi nào mà tư tưởng ác con phát hiện thì con trực nhận nó không được đâu. Con dùng tư tưởng thiện con đuổi nó, con đè nó, đuổi nó đi. Chúng ta dùng tư tưởng thiện mà đuổi tư tưởng ác thì có nó dễ thôi. Vì cái tưởng ác nó bị đè xuống hoặc nó tiêu diệt rồi, nó mất rồi. Còn tư tưởng thiện không. Thì bây giờ con đừng có đụng tới nó nữa. Con cứ lặng lẽ con nhìn cái diễn biến của nó. Nó sanh khởi làm sao, nó diễn biến như thế nào, rồi nó chấm dứt như thế nào, nó lại sanh khởi như thế nào. Con cứ nhìn nó thôi, con đừng có đụng tới nó nữa. Đừng có đọa đại tới nó. Thì cái này là niết bàn ấy con. Ông nói vậy thì con làm được. Hãy tư tưởng ác lợi thì con có dùng tư tưởng thiện con đè xuống hoặc tư tiêu diệt nó. Nếu mà nếu tư tưởng ác mà cái hột giống nó gì nó dày rồi con đè nó xuống dưới thì còn tư tưởng thiện không. Thì bây giờ con coi coi nó phát khởi làm sao, nó diễn biến làm sao, rồi nó chấm dứt như thế nào, nó lại phát khởi như thế nào, con lặng lẽ nhìn nó thì được. Cái này con làm được. Thế là con thắng mấy ông Đắc Quả La. Quý vị làm được không? Quý vị chắc là láng trái quá. Về nấu nước uống chắc ngon. Còn là lá quả hồi xưa thì tôi thấy là cái đó Đức Phật nói vậy. Chứ bây giờ còn Đức Phật thì tôi cũng đắc đấy. Mà nếu không có Đức Phật thì tôi cũng không đắc đâu. Quý vị biết tại sao không? Mình phải hiểu cái chỗ đó là nên tôi thấy mấy vị hòa thượng nói với tôi nói quả nhập lưu dễ đắc, tôi thấy không có khó. Hồi xưa Phật thuyết pháp một cái là đắc quả nhập lưu, cái đống mà có người duy nhất những lai, người bất lai, có người á láng luôn. Bây giờ mình nói quả nhập lưu khó, xưa nó khó. Thì tôi thường giảng quả nhập lưu khó. Nhất những lai, đặc nhập lưu đủ nhất những lai dễ. Còn từ người trời mà qua nhập lưu là trời ưu một vấn đề khó khăn. Thì Đức Phật có nói một câu đó, hơn được sanh cõi trời, hơn thống lãnh cõi đất, hơn chủ trì võ trụ, quả dự lưu tối thắng. Khó vô cùng. Mà ông vua mà thống lãnh cõi đất, mà ông vua mà sanh cõi trời, mà ông vua làm chúa tể tam giới, cũng không qua, không đi tới quả giờ, giờ dự nhập lưu được.
thì chúng ta quả luôn rất là khó. Nhưng mà tại sao hồi xưa người ta đắc nhiều? Tôi nói hòa thượng ơi, hòa thượng cái đức của Đức Phật rất là lớn. Thành ra tôi thấy ở đây Phật tử thường lầm cái chỗ đó, đó. Cũng như cái cô gì cô làm biến nghe pháp, mà đĩa của tôi một đống không có thiếu cái đĩa nào hết, này cô nó không thèm đi nữa, cô làm biến đó. Giàu có nhưng mà không thích, thành ra không có tạo cái điều kiện. Có tạo điều kiện thì được. Tôi nói sao lúc này không thấy nghe pháp cứ trốn hoài vậy? Nó còn cần gì nghe, ở nhà đĩa của sư giảng một đống kìa. Tôi nói cô nghe địa ngục giảng. Cô nói sư nói gì kỳ vậy? Sư giảng rõ ràng mà ngày nào có tiếng của sư. Tôi nếm của tôi mà không phải tôi. Tôi ngồi đây khác. Còn cái đĩa mà thâu vô đó nó khác. Nó hai hả sư? Tôi nói không phải hai mà cũng chẳng phải một. Quý vị phải nhớ cho chỗ đó. Quý vị đừng tưởng là không nghe pháp rồi cứ nghe mấy cái đĩa rồi sư viết rồi đó. Giờ 70-80 đĩa con đem về con mở ra. Đủ rồi, khỏi cần đến đây chi. Quý vị nghe cái đĩa đó bây giờ nghe cả ngàn lần quý vị cũng chưa đắc là đắc quả. Đắc quả trời được. Rồi quý vị có thể nghe tôi một lần hai lần có thể đắc quả trời. Quả trời thôi nghe chứ quả thánh là tôi không dám mà. Không biết tôi có thành thánh không. Còn nếu quý vị mà tôi đắc A-la-hán rồi quý vị gặp tôi một lần quý vị đi quả nhập lưu liền. Quý vị gặp Phật quý vị có thể gặp một lần đắc quả A-la-hán liền. Tại sao vậy? Tại là có người tới là có người sống. Tôi có cái thần thức, có cái chứng đắc của tôi, thì cái chứng đắc tôi nó là một cái luồng sống, như cái làn sóng, như cái làn sóng của đài phát thanh như nó ấy qua, thì chúng ta có sự giao cảm với nhau, kêu là truyền tâm ấn là chỗ đó. Bây giờ Phật mất rồi thì mà lấy cái gì mà giờ Phật có thiết lại mà nghe cái điển ngài rằng ngài giống bóng, bây giờ nghe điển 100 lần quý vị cũng không đắc. Cái đĩa của Phật đó còn thua tôi nói thiệt. Mình phải hiểu cái đó. Tôi là nhờ duy thức. Thành ra một người đắc quả, mình kiếm gặp Ngài mà trao đổi thì mình thấy cái hạnh phúc vô cùng. Còn nghe lại cái đĩa mình phải biết nó là vật lý. Vật lý là gì? Là địa ngục vô gián. Trời ơi, nghe địa ngục vô gián giảng pháp thì chết mồ rồi. Nó có nói, nó có tâm, nó có chứng đắc, có linh hồn gì đâu. Cái thứ địa ngục vô gián mà giảng pháp cho mình rồi mình tự cao mà nghe tới nghe lui hoài mà có biết có mốc gì đâu. Còn có người còn lại là nấu cơm rồi nằm ngủ rồi nghe hồi ngủ quên luôn. Ở được không sư? Tôi nói được. Rồi sẽ tới nát bàn thôi. Tôi cái tánh tôi hơi tiếu. Tôi muốn quý vị là làm sao thành Phật. Thì chỗ nào mà ông sư tu mà định lực mạnh, có cái thần thức mạnh, thì quý vị cảm thấy an lạc, thì cái đó là quý vị đến thì quý vị sẽ được hưởng nhiều cái chứng đắc. Thành ra trong tứ nan là sanh ra không gặp Phật đó, đời là một cái đau khổ, một cái bất hạnh, một cái đại đại bất hạnh. Quý vị với tôi bây giờ đại đại bất hạnh, mà nếu có Phật ra đời cầu xin Phật hiện thế gian, cầu xin Tam Bảo cứu an muôn loài, Phật ra một cái rồi cõi đời này đã yên liền. Chúng ta thấy ở trong kinh đó mà lưới mà Đức Phật ở trên nước đó mà 10 năm hạn hán mà có Phật, một vị mà chiêm tinh đại tài nó bạch Đức Phật mà nó ông coi lại coi. Thì coi lại còn có 5 năm. Ông là một nhà chiêm tinh đại tài. Nó nói sao lạ quá thế, tôi coi bây giờ trước coi bây giờ sai, mà sao mà không muốn tôi có 10 năm bây giờ Đức Phật nói con coi lại có 5 năm. Đức Phật nói ông coi lại coi. Coi lại còn có 6 tháng. Thì chúng ta thấy rồi cuối cùng cũng lại Đức Thế Tôn giảng cho con chưa hề thấy cái vụ này. Đức Phật nói cái từ lực của ta thì ngài có thể cải sửa cuộc đời này, là cuộc đời của nghiệp, cuộc đời của huyễn hóa, cuộc đời của hiện tượng, cuộc đời của cải sửa, cuộc đời của chuyển nghiệp. Quý vị thấy bây giờ cái tay tôi được không, mà nếu tôi định lực mạnh tôi có thể niệm chú nó thành cái ổn nị trên tay tôi. Tôi lấy cục đá tôi để trên tay tôi niệm chú mà hồi cục đá thành vàng. Bây giờ thế giới cũng còn làm được, lại Hy Mã Lạp Sơn chứ tôi thấy làm mấy cái đó.
Nhưng nên nhớ không phải đạo Phật, chúng ta nên nhớ đạo trời. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Từ xưa là sám hại tôn giáo chơi cái trò chơi đó, đó. Cũng vậy, bây giờ cũng vậy đó. Để mà thấy có hào quang là đắc quả. Tôi ngồi đây mà tôi có hào quang, tôi xuất pháp rồi hào quang nó xẹt ra, ôi chưa khăn đắc quả nữa. Quả trái lạ hán thì có. Bây giờ tôi ngồi đây rồi tôi chuyển cái vòng lưng xa, tôi bay lên trời đó rồi không đắc quả rồi. Quả gì? Quả nát bàn. Quả. Thành ra trong sáu thần thông đó đắc năm thần thông mà thiếu lậu tận là không phải là đạo Phật. Mà không có năm thần thông, chỉ có một thôi, lậu tận, thì đó là A-la-hán. Mà lậu tận là cái gì ha? Tánh tôi là tôi giảng đâu tới đó, người ta hết giờ rồi đâu, mà thôi thấy cần cho quý vị biết một chút. Lậu tận là lậu là rỉ ra, tận là không còn một chút gì lý ra hết trơn, không còn cái gì, tức là không còn tham sân si nữa. Người ta chửi, người ta đánh, người ta mắng, người ta giết mình chết, thì trước cái sắc đẹp, trước tiền bạc không bao giờ gần sắc không đắm, rừng tiền không tham, thì đó là tham sân si đều chấm dứt, gọi là lậu tận. Chỉ được một cái đó thôi. Còn quý vị có thiên nhãn là nhìn xa, nhìn xuyên qua vách, nhìn lên các cõi trời, nhìn chúng sanh tạo nghiệp gì chết gì đâu, quý vị biết hết. 500 năm, 1000 năm, vô lượng năm vẫn không phải là đạo Phật, nó là đạo trời đó. Người thiên nhĩ thông là nghe được tiếng loài thú, tiếng loài chim liếng, tất cả người tiếng của chư thiên, mà vẫn còn tham sân si thì cũng là số không đó. Hay là cái Đức Phật lấy cái gốc là tham sân si, và tôi giảng quý vị là tôi muốn về cái gốc đó. Quý vị nên nhớ những cái câu trả lời quý vị rất hay mà quý vị không nắm gốc, và tôi mới nói đó. Thì đây có mấy người chuyên sở trường đó, là đa số người nữ là trả bài rất hay mà không nắm gốc. Còn giải thích cái gốc đó thì coi tiền cánh như coi như nhật vậy, giải thích mà cũng không nắm gốc, giải chi ly. Còn cái sở trường tôi là tôi không có đi cái đó, mà tôi nắm cái gốc. Rồi thì thôi, chúng ta vậy thì tôi xin thưa rằng tới bữa Chủ nhật chúng ta bắt đầu học lại, tức là mùng 8, ngay cái ngày của Hòa Thượng Ngọc Viên ở Vĩnh Long, đó là khánh đặt viên đá gì đó đầu tiên. Tôi có đến đó, chỗ quê của Tổ sư Minh Đăng Quang, tức là ông thân bà thân chết phía sau đó, thì có cái mã phía trước có cái nhà, thì đi qua lộ là đụng đất đó, ruộng không, hai mẫu. Chỗ đó thì thanh tịnh ạ, nhưng mà nắng ạ. Thì nghe Hòa Thượng nói đó, ông Minh Dân ở đó nói đổ đất đó, bị ruộng mà đổ bằng mặt lộ 2 tỷ. Còn xin cất đó, thì nghe quý sư nói ông Minh Cảnh vậy, ông về ông nói đó là Hòa Thượng nói 16, 17 tỷ. Tôi nghe tỷ là tôi ứng rồi. Ở đây thì đó tôi tắt cái cửa quyền làm cái hồ nước mà có 600 triệu. Mà tôi cũng còn run ở đó. Thành ra tôi không có chịu làm. Tôi đâu có cái cốc rồi được rồi, có vị làm quý vị nghe pháp vậy thôi với tôi. Nếu mà đừng có mưa là tôi không cất cái nhà giảng nữa. Như vậy là khoai sướng quá rồi. Mà đó tôi không giống ai á, quý vị không ưa. Còn cái nhà mà bếp đó là tôi tính dẹp mấy lần rồi, dỡ bỏ luôn. Thì ở trong của Minh Đăng Quang đó là chùa không lửa khói. Phật tử nghe nói vậy giọt lên Vĩnh Long mát tôi. Mà tôi xuống đây quá. Phải làm chứ, không làm mà Phật tử làm sao nấu nướng được. Tôi nói mình có bác đi xin ăn. Phật tử ở nhà nó xách gọi mới vô. Nó dừng đầu rồi có tự tứ rồi ra xuống đông rồi sao. Thì từ đó tính. Thì nó Phật tử nó cả 5-70 người, mỗi người cái gọi mới vô. Cũng có đẹp chứ có gì đâu. Mà cái nhà bếp là cái chỗ bày hay nhất. Đó sư trưởng nói à, chỗ đó là chỗ dành ăn. Thì đây tôi thấy cũng vậy à, tôi ít bao giờ dám bước vào nhà bếp đâu. Khi quý vị đi vắng hết thì tôi mới vô coi thôi. Rồi tôi tính không cất, rồi cô Dung thì mấy cô không dám bạch tôi, rồi bạch ông sư phụ tôi chứng minh. Làm ai không khói.
Ủa cô Hạnh mới nói bây giờ vậy rồi thôi sư làm đi sư, một lần cúng hội gì sư thấy là 300-400 người mà có 3 cái cầu tiêu à, mà đi tiểu tắm rồi thì dễ, mà đi tiêu rồi làm sao, mắc quýnh một cái rồi làm sao. Cô nói rồi tôi thấy phải, tử dạy rồi mình phải nghe chứ giờ biết sao giờ. Nói vậy thôi bây giờ thì cất thì cất, nhưng mà cất đơn giản thôi à. Tôi thì cái gì cũng đơn giản thôi, bây giờ cô làm đơn giản là tôi thấy giống cái khách sạn. Thì mấy cái tỉnh xá khác cũng vậy, cất thật là đẹp, bên 4 cái, bên 4 cái là 8 cái có đường vô, mà có cái chỗ rửa tay rửa chân đường nó ngon lành lắm. Còn cái nhà bếp thì tôi chưa từng thấy, khỏi khỏi cây gián gì hết đó, làm bằng vách tường dính ở trong tường luôn, tanh thời á. Tôi cũng thấy cổ hay, làm gì cũng hay lắm, tôi là phục ngay. Ở đây mà tôi mà chịu chơi đó thì ngon lắm à, các nhà lầu này kia tổ chức ăn uống đồ rình rang hết trơn, mà giáo pháp không có. Tôi chú trọng quý vị là chú trọng cái giáo pháp, vì Đức Phật nói giáo pháp là thầy của chư Phật, thầy của bá tánh, thầy của mọi người. Quý vị nhận được một câu pháp lý rồi thì quý vị chấm dứt luồng sanh tử lang thang vô lượng kiếp. Còn quý vị ăn uống bị Đức Phật nói ha, tài thí, pháp thí, vô úy thí. Tôi hồi xưa không hiểu có vô úy thí đâu. Tài thí là biết rồi, cố thí tiền bạc. Vô úy thí là hy sinh thân mạng mình để cứu người ta, khi mà bị người ta nước trôi lửa cháy này kia, hy sinh thân mạng để mà cứu người ta. Mà so với pháp thí không bằng 1 phần tỷ tỷ. Tôi nhức đầu, tôi nói sao vậy ha? Mình hy sinh cái thân mạng sống này để cứu người ta mà lại so với cái pháp thí không bằng 1 phần tỷ tỷ. Sau này tôi mới hiểu, cái pháp thí là pháp thí của Phật á. Phật đâu có chịu làm vua, nhưng mà ngài làm vua. Vua gì? Vua Pháp. Thì mình là Pháp Vương Tử. Ông trí huệ lớn nhất đó là Văn Thù, hỏi đáp liền. Thì kêu Đức Phật kêu là Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi. Thì một người xuất gia cũng phải làm vua, vua Pháp, mà con của vua Pháp. Thành ra tôi vô đây tôi cứ để ý tới cái vấn đề pháp lý. Đạo Phật là sao ha? Đạo người trời là sao ha? Tại sao có 62 tôn giáo rồi Đức Phật nó chưa có giải thoát, mà chỉ có ngồi thiền, con tiếng rống sư tử, từ đây mới có đạo Phật, có tứ sa môn quả. Như vậy thì nó khác với 62 tôn giáo chỗ nào? Trời ơi, trăn trở 40 mấy năm. Tôi biết Bát Nhã lâu rồi, nhưng mà cách tu tập như thế nào? Nếu mà muốn tu tập tìm hiểu làm sao tu Bát Nhã thì lọt qua tư tưởng nó không thể làm sao được. Mà không làm sao mà làm sao tu, mà làm sao thì lọt về cái lẩn quẩn nữa. Rồi cái này là một cái nhức nhối vô cùng. Tới chừng tôi coi Thủ Lăng Nghiêm bị tôi nghe ông Hương Vân Thiền Sư nào là với Quảng Khâm với cái gì mới chết đây đó, thì nói người tu mà không coi Thủ Lăng Nghiêm nữa là uổng cái đời tu. Tôi nói cha vậy thì Thủ Lăng Nghiêm chắc quan trọng, mình coi thử coi, thì coi thấy nó hay nhưng mà đâu có hiểu. Trời ơi, nói là một rừng danh từ mà di thức không. Tôi nói vậy là phải kiếm di thức coi nữa, thì bỏ ra coi Thủ Lăng Nghiêm coi di thức 10 năm trời tôi mới bắt đầu hiểu hiểu. Tôi học di thức rồi tôi mới xom vô trong đó coi. Thành ra bây giờ tôi tính giảng di thức ở đây đó, tôi gần chết rồi để lại cái đó. Di thức không ai giảng chạy hết trơn á, tôi coi biết bao nhiêu người đó. Thì có thầy Nhất Hạnh đó là giảng tương đối khá, nhưng mà còn nhiều chỗ sơ sót, như là băng tâm bất tương ưng hành đó, không có ai giống ông Đường Đại Viên này, năm 700 năm về trước giảng trật, giảng được con cái à, đắt. Đắc rồi mạng căn chúng đồng phận vì sanh tính ngày đã không chạy được con cái mà giảng trật, không ai giảng nữa hết. Vì chúng ta con cái là y giáo phụng hành, người xưa giảng sao người nay giảng vậy chứ không có dám giảng khác. Cái tôi cũng cách mạng à, tôi không bao giờ mà lễ lệ thuộc người xưa, dẫu Đức Phật bây giờ tôi cũng cũng giảng khác. Người xưa ghét tôi chỗ đó, nhưng mà ghét là ghét, tôi làm cái gì nó sáng tỏ thôi. Thì tôi coi cái Lăng Nghiêm ảnh hiện, tôi thấy ông Đường, ông Nghiêm Xuân Hồng độc đáo,
ông giảng bất tương hành pháp khác với người ta hết. Ông giảng luôn được 24 pháp. Tôi nói trời ơi cha nội này. Như vậy rồi tôi suy nghĩ là ôi cái này thì nó có rồi. Tại mà không suy nghĩ đó. Bất tương hành pháp 24 đắc mạng căn chúng đồng phận vì sanh tánh. Đó là cái nghiệp nghịch chiều. Đó là bất định nghiệp chứ có gì đâu. Ông phân ra được là cái hay của ông đó. Ông nói trong duy thức là tâm vương mới là duyên khởi ra tâm sở. Tâm vương là có tám tâm mà duyên khởi ra 51 tâm sở. 51 tâm sở này phải lệ thuộc tâm vương, sở là lệ thuộc, do tâm vương nó phát hiện ra, sanh ra. Rồi tâm vương hợp pháp, hợp tác với tâm sở sanh ra cái sắc thân, tức là mắt tai mũi lưỡi 12 căn, 6 sinh lý và 6 vật lý. Nhưng mà duy thức thì không chấp nhận là cái ốc, mà đã kêu là mặt na, thành ra có 11 thôi. Thì cái đó mình thấy dễ hiểu, trong duy thức có nhưng mà tiếng Hán. Rồi cái thứ tư, do tâm vương tâm sở hợp tác nhau tạo ra cái sắc thân này. Thì tâm vương thân sở là danh, cái sắc thân này là sắc. Rồi cái thứ tư là bất tương ưng hành, không ai biết giải sao. Bất tương ưng hành là nó không nghe lời theo của tâm vương tâm sở, không nghe lời sắc nữa. Tâm vương thì tạo tâm sở, tâm sở phải lệ thuộc về tâm vương. Rồi tâm sở hợp tác với tâm vương tạo ra cái sắc thân này, tức là thân tốt lành, thân xấu xa đều do tâm vương sở tạo ra trong cái kiếp sống hiện tại này. Nhưng cái thứ tư là bất tương hợp, không nghe lời của tâm vương tâm sở và sắc thân, nó đi có chiều khác của nó, thì mới có 24 cái. Thì tôi nói vậy là trong cái nghiệp có rồi, thì cái vấn đề chết sống của mình thì cũng do bốn điều, trọng nghiệp, thường nghiệp, thì quyết định ở ngay là cần tử nghiệp. Thì nếu trọng nghiệp, thường nghiệp, trọng nghiệp là nghiệp nặng, chết thì luân hồi liền, không có thân trung ấm. Thường nghiệp là cái nghiệp mà làm hàng ngày thì nó hiện ra, nó kéo mình đi vào cõi sinh tử theo ý muốn mình. Nhưng mà còn hai cái nghiệp là cái nghiệp nghịch chiều, là nghiệp lẻ tẻ. Tôi có giảng là nghiệp lẻ tẻ, thí dụ cho 24 tiếng mình vô mình niệm Phật 20 tiếng, còn 4 tiếng mình suy nghĩ bậy. Hay là 1 tiếng suy nghĩ bậy, còn 23 tiếng là nghĩ tốt. Nhưng mà khi chết là cái 1 tiếng suy nghĩ bậy rồi nó hiện ra, thì mình theo cái đó, tức là nghịch chiều, cái nghiệp lẻ tẻ này. Còn cái thứ hai là mình có thù oán với người khác, thì thay vì là thuận xuôi chiêu gió rồi. Nhưng bữa đó bữa giờ tôi kể cái chuyện gì, cái bà gì mà về quê đó, thì bà niệm Phật, bà biết trước ngày chết, rồi mấy đứa con mới là chở bà về quê. Thì có một bà đó lối xóm thù bán bà, vì đó hai người có hiểu lầm nhau. Thì thấy là mấy đứa con nó ban đêm nó mới về nó ở nghỉ, ban ngày nó đi ra chợ buôn bán, về ban đêm sợ bà có bệnh này kia. Và ban ngày có mấy đứa nhỏ có gì nó điện cho hay. Thì bà thấy con nít không, bà mới qua bà chửi bà này, bà làm khó bà này. Thì bà này có tu mà biết trước ngày chết thì tất nhiên là cái định lực rất là mạnh. Nhưng mà mạnh thì phải có giới hạn thôi. Chúng ta nên nhớ cái khổ của cái tư tưởng là chỗ nó mạnh có giới hạn thôi. Tôi chửi bà một lần bà nín thinh, tôi chửi hai lần bà cũng nín thinh cười cười thôi. Tôi chửi lần thứ ba bà cũng cười thôi. Tôi cho bà cười, vỗ vài bộp tay. Mà đánh nhẹ thì bà không nuốt nít, tôi đánh mạnh. Quá tải rồi, tôi nhịn tới đây là hết, mới là phong phú mà. Thì nổi sân lên học máu chết liền. Giảng sanh không? Cái nghiệp này kia là nghiệp nghịch chiều. Thì đó là trong 24 bất tương hình pháp. Thôi tôi nói tới đây thôi, để bữa khác là tôi kể nữa. Tôi nhiều chuyện lắm, để nói quá giờ rồi. Quý vị bữa nay cần về ăn Tết, còn đi dài dài nữa. Mùng 1 là Tết cha, mùng 2 Tết bạn, mùng 3 phải Tết thầy, rồi mùng 4 mình mới đi ra biển chơi. Thì thôi, bây giờ tóm lại là tôi cũng cầu chúc quý vị năm mới. Thì quý vị làm sao ráng năm điều ác không làm, năm điều lành phải làm. Và cái tiến trình của năm quẩn
Thì tôi đã nói rồi, tiến trình năm uẩn thì đơn sơ tôi đã giảng rồi, sắc uẩn là chưa có biết, thọ uẩn là cái biết chưa tư tưởng phân biệt, tưởng uẩn là có phân biệt, hành uẩn là có phân biệt, lại có sự đắn đo lựa chọn quyết định hành động, thức uẩn là nơi kho chứa hết. Cái đó là tôi mới đi mộng giáo thôi. Còn đi sâu thì nó nằm ở trong bài kinh 66. Chắc phải giảng làm việc với quý vị ít nhất cũng 2-3 năm. Rồi cái kinh 66 tôi đưa ra 10 câu hỏi. Mà tôi giảng hồi trước giờ là 30 năm rồi. Lần đầu tiên tôi giảng tư tưởng không, tôi đưa Bát Nhã vô mà tôi không biết Bát Nhã tư tưởng nó làm sao. Thì hết hầu hết là hết 80% tư tưởng, 20% Bát Nhã thôi. Rồi tôi thấy không êm. 2 năm sau tôi giảng lần thứ nhì nữa thì gần như phân nửa tư tưởng, phân nửa Bát Nhã. Vì tôi ngồi thiền, tôi đi sâu hoài, tôi có thắc mắc hoài. Trước là cho mình đắc quả, sau giúp Phật tử. Người Phật tử đây họ rất là tha thiết, họ rất là tinh tấn. Bị cái tinh tấn của quý vị mà giết tôi chết đó, tôi không nổi bò. Tôi đi các nơi, rồi tôi đi Vĩnh Long, rồi Tăng Ni, rồi nghe Pháp. Không có nghe Pháp của tôi vô. Pháp của tôi là phải ngồi thiền, phải trả bài. Mà trên đó không ai chịu trả. Không phải là không chịu trả, mà là xấu hổ. Tôi thì hay dí, cái tánh tôi ở họ chỗ nào tôi thấy họ, tôi hỏi tới, hỏi tới trả được, tôi hỏi dí vô nữa. Thì dầu tăng ni, dầu cho ni trưởng cũng chịu thôi. Vì các ngài đâu có thời giờ mà ngồi thiền với tôi. Mà tôi không phải là cố ý để mà hạ sát. Mà đa số thì mình tự ái, nhất là mình là ni trưởng. Thì không chịu trả lời. Không trả lời tôi làm sao biết cái chứng đắc của mình. Thì tôi đành thôi, đâu có giảng sâu được. Giảng sâu là họ không hiểu. Mà bây giờ mình biết cái trình độ họ ở đâu. Muốn biết trình độ họ là phải có sự trao đổi. Thì trao đổi tôi mới giảng thấp trở lại, lặp lại, hoặc là tiến tới sâu hơn. Thành ra đầu hàng. Có ở đây, đây Phật tử chịu trận nhiều. Tôi dí mà đa số vui vẻ cười thôi. Cười ở bên ngoài nhưng mà khóc bên trong trong lòng thì kệ nó, khóc khóc gì không, tôi cứ làm thẳng thôi. Thì tôi thấy ở đây chịu trận thì tôi thấy tội nghiệp thôi, mình cũng phải đáng. Thành ra nói về giáo pháp ở Trà Vinh này ham nhất, đi các nơi mà quý vị dí mấy trụ trì cũng đầu hàng thôi. Nhưng mà tôi nói chuyện nhân thì đây là cái Bát Nhã, nhưng mà Bát Nhã của cái bánh vẽ. Thành ra Trà Vinh mang tiếng là Bát Nhã, mà sống thì sống bất nhã. Thì tôi thấy cái đó có. Không những là Phật tử Trà Vinh mà cả đến tôi cũng vậy. Ai mà có số giáo pháp thì tất nhiên là ngứa nghề đó. Thấy cái gì sai là bắt đầu phải nói thôi. Thà là không biết. Mấy người thầy ngày võ cũng vậy rồi đó. Tôi đi học ngày võ cũng vậy đó. Ông bổn đó, ông dạy tôi. Ông cha là đưa đi đó. Rồi đợi ông tới gần nửa tháng ông mới về. Về ông hỏi tụi bay đi đâu. Nó ba con bữa học võ với ngài. Về đi. Tao mới ở tù ra đây nè. Ông mới mãn tù. Tao có nghề võ thành ra tao ngứa nghề. Tao quánh đi, tao không có quánh nữa. Ông đi với người bạn chí cốt. Lâu lâu gặp lần mới ra tiệm cà phê uống. Mà bạn này nói lợi có mấy thù. Có ba đứa kia lại gặp mặt này cái đánh. Chửi. Rồi nhào vô tính đánh. Ông thấy thằng này có một mình hả? Ông mới ra ông cay. Thôi tụi bay nể tao đi. Tụi bay tới ba đứa nó có một mình tội nghiệp nó. Thì bữa khác. Giờ có cái gì tôi xin lỗi tha đi. Mày chết cha mày. Tao đánh luôn cả mày nữa. Chứ đừng có nói là mấy thằng này. Ông thích. Nó tôi năn nỉ mà anh em với tôi nói gì đâu. Mấy anh em chửi tôi. Tao chửi cho mày tính cái gì. Mày muốn mày ra tao chấp luôn bởi hai đứa đó. Bên này nói tới ba. Ông tức. Ông nói thôi một mình tao thôi. Tao tụi bay ba đứa tao một mình thôi. Ông giọt ra khỏi bàn. Thằng kia nhào tới đánh liền. Ông xô một cái té xuống chết liền. Người võ mà. Bị cái tay ông năm ngón nào. Tọc vô ngay cái ngực của thằng kia. Thằng năm ngón vô năm cái huyệt. Chết lập tức ngã xuống đó là chết liền lập tức. Không có thở được. Rồi công an tới dẫn ở tù 3-4 năm. Lúc đó tôi vừa tới, ổng vừa mãn tù. Ổng nói tôi bay về đi. Tôi bay mà học ngày võ đó là tôi bay cũng như tao ở tù hồi hoài. Tôi bay về học chữ nhẫn thôi.
cái gì nhịn là êm. Phải bữa đó tao nhịn rồi tao có đỡ nổi ở tù. Tao nghĩ tao có vỏ, tao không ngán, tao bay đừng có nói ba đứa, tao bay 10 đứa tao cũng chấp luôn. Không là vỏ một cây mà vỏ sư mà. Vỏ sư thì vỏ tù luôn. Thành ra từ đó tôi mới thấy là chỉ có nhịn lợn hết. Thành ra tôi không bao giờ mà tụng chú. Tụng chú cứu người ta, tụng chú đánh ma, tôi không bao giờ tụng. Mà tôi chỉ có xin xin năn nỉ xin thôi. Thành ra sư hội đó xuống với tôi, vậy tôi ở trụ ở Ngọc Viên. Ngọc Viên hồi đó mã không, mấy ngàn cái mã. Có một cái nhà bà Sáu với cái Trình Sáu với sư. Ngủ mà đêm nó đè. Tôi bị đè tới 3 lần. Nhưng mà tôi đi xuất gia rồi, tôi từng ở ngủ nghĩa địa rồi nên tôi cũng không có sợ. Tôi ngồi dậy là tôi năn nỉ tôi xin thôi. Thế mà xin mà nó đè tới 3 lần. Thấy có bóng lên nó đè mình, nếu mình kịp ngồi dậy không kịp nó đè cứng ngắc. Rồi phải niệm A Di Đà, nó không xúc. Niệm Quan Âm mới xúc. Tôi mới thấy là cái nguyện, bổn nguyện của mỗi vị, bổn nguyện A Di Đà yếu xìu à. Rồi là niệm A Di Đà cho nó xúc, nó vẫn đè. Tới mình niệm Quan Âm cái 2-3 cái nó xúc. Rồi tôi ngồi dậy tôi phải năn nỉ xin lỗi nữa. Tới 3 lần như vậy mới hết. Còn ông sư hội ông về đó là ông bùa một đống, chú một đống trước khi ngủ đánh 4 phía, xuống nó đè ông. Chú ăn thua gì, ông ngồi dậy ông đánh nữa. Rồi nằm xuống chừng 5 phút nó đè nữa. Rồi nằm xuống chừng 5 phút nó đè làm cho 6-7 lần vậy ông không không êm. Ông chạy qua ông cửa cửa thì ngủ không có. Ông nói đây ma quá sư ơi, nó đè con ngủ không có được. Sư cho vô ngủ chung với sư. Tôi nói trời có đơn 7 tấc mà ngủ làm sao ngủ chung được. Nó vậy sư cho con thức tới sáng sao. Thì tôi thấy cũng tội nghiệp thì nói thôi. Bây giờ nhà dài sư ngủ đó, sư qua bên đó đi, tôi qua ngủ chung với sư, tôi giữ cho. Rồi ông chịu, tôi mới qua gian có mùng kế ông tôi ngủ. Tôi ngồi thiền, tôi nói ngủ đi. Tôi giữ cho không có ma nào phá đâu. Ông nằm ông ngủ. Tôi ngồi đó chừng tiếng mấy 2 tiếng, mình sáng rồi thức ngồi nữa, tôi cũng nằm ngủ khò. Tới sáng đâu có gì nè. Ông biết cái sinh tôi nó linh sao á, thì nó không có đè. Sáng tôi đắp y và ông lễ tôi. Sư cho con cái chú của sư đi. Tôi nói có cái chú không, cái chú tâm không á. Ông nói sư mà tu mà dối vô, dối là có tội lắm á. Cái chú sư linh hơn của con. Tôi nói chú tôi là chú tâm không. Tôi không bao giờ nói dối đâu. Mới tại sao mà sư ngủ ở đây nó không đè, mà sư qua giữ cho con mà sư ngủ nữa mà không bị đè. Tôi nói thì sư nhận, chứ có gì đâu, cuộc đời có bao nhiêu thôi. Trong sư trưởng đã có dạy rồi, đi tới đâu thì phải xin. Ở chỗ này là chỗ của ma quỷ nó ở trước. Sư đến sau rồi sư năn nỉ xin nó. Mà nếu nó có đè nữa thì sư phải sám hối xin nó lần thứ hai, lần thứ ba, nhất quá tam tìm nó phải tha thôi. Sư lại đây sư có xin không? Nó không có mà con đánh nó nữa. Tôi nói vậy là sư chú một đống mà ngứa nghề thì phải đem ra làm. Sư đánh lại nó không? Nó đây là một đống mà chứ phải một con đâu mà cả mấy ngàn cái nghĩa địa. Sư đánh nó đi. Sư chú đây sư kêu cho đánh đi. Lúc sư thức rồi thì nó sợ. Mà sư ngủ rồi con linh cái gì nữa. Tôi qua đây có làm gì đâu, tôi nằm ngủ tôi xin nó đã rồi tôi nằm tôi ngủ thôi. Nhờ tôi xin thì nó linh. Mình thật tâm mà. Vậy thôi giờ trở lại. Vậy thì cũng xin quý vị không là về cố học lại bài kinh 66. Tới bữa mùng 8 tôi giảng 45 phút, còn 1 tiếng 15 phút là trả cái bài kinh 66. Thì dễ thôi, ai cũng trả. Tôi năn nỉ mà cũng như bắt buộc là tất cả mọi người đều phải trả. Rồi tới câu số 1, tôi không dám kêu nữa. Ai mà nghiên cứu được thì phát tâm trả lời câu hỏi số 1. Trong đó có 10 câu. Nào, câu số 1 là khó nhất. Hãy cho biết nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái khác nhau như thế nào, cho thí dụ. Rồi tới nhĩ thức, nhĩ xúc, nhĩ thọ, nhĩ ái khác nhau thế nào. Rồi tới tỷ, nhãn nhĩ tỷ, rồi tới thiệt, rồi tới thân. Rồi tới ý là khác nữa. Nghe không? Ai làm được 2 câu thì được, còn mấy 6 câu luôn thì tốt. Nghe không? Thì chừng đó chúng ta tùy duyên. Nghe không? Rồi ai không trả được thì ngồi nghe. Rồi ta trả hết mà lấy kinh nghiệm đó mình bắt đầu. Mình làm cái bài khác của mình.
Rồi nếu mà không tin mà nhờ người ta sửa, phải học thuộc lòng, không có cầm búa bới ha. Tôi thấy vậy. Hiểu quý vị học mà thuộc lòng rồi thì nó nằm trong A Lại Da quý vị, ơi quý vị nó tràn ra. Thì khi đi đâu quý vị muốn nghiền ẩm thì nhớ lại cái nó tràn ra, quý vị bắt đầu nghiền nó, thì quý vị sẽ xứng đắc vô tình trung mà chứng đắc trong đó không hay. Hồi đó tôi thấy tôi ngồi nghiền ngẫm bây giờ làm sao cho Phật tử đắc quả, thì tức là phải làm tới làm lui hoài. Muốn giảng sanh về cõi Phật thì sao? Niệm Phật hoài, niệm Phật hoài, nó đầy tràn, bây giờ khỏi cần niệm tự trong đó nó ra. Nhưng mà cái này là cõi trời chứ đâu phải là cõi Phật. Thì từ đây phải nhận được nhập lưu, nhận được thánh quả. Còn không nhận được thánh quả vẫn giảng sanh. Con nhất niệm A-di-đà ơi, Ngài tiếp dẫn con về cõi cực lạc cõi Phật, con không muốn về cõi trời. Nếu không cần Ngài tự lực con có thể về cõi trời, nhưng mà con không muốn. Mà cõi Phật thì làm sao mà người trời ngoài về đó được, không thể về được. Thánh thứ ba Bất Lai còn không về được, phải nhờ cái phát nguyện A-di-đà mới tiếp dẫn được. Thì chúng ta phải hiểu rằng tới đây tôi giảng nó rất là rành. Quý vị chỉ còn tu thôi. Mà nếu không chứng đắc đó thì tôi nhận xuống trình cách đó thôi chứ còn cái nào. Tôi là khổ tâm mấy chục năm nay rồi. Quý vị mà nhận nhập lưu nhất dẫn lai Bất Lai cũng phải phát nguyện mới về, mà qua tới trung phẩm. Rồi quý vị niệm Phật 1 đến 10, còn niệm Phật khỏi đếm thì có thể không giảng sanh, phải nhờ thêm ba hội niệm. Còn nhị tiền cõi khẩn niệm Phật nữa, tự lực có thể về ba hội niệm. Mà nếu phát nguyện thì giảng sanh thôi. Còn bây giờ lỡ không phát nguyện, lỡ là không có ban hội niệm, bây giờ lỡ mà cái nghiệp nghịch chiều thì vẫn giảng sanh thôi. Tôi giảng hóa rành rồi thì hiện hồn về cho bản sen mình biết. Bồ ơi bồ, cái nghiệp nghịch chiều nó phá tôi, cũng như cái cô gì mà tôi nói nãy đó, thì giờ lối xóm nó qua nó phá thay, mà biết trước ngày chết mà cuối cùng là xuống súc sanh. Súc sanh thế giới làm con chó đi, thì con chó này là thân chó chứ linh hồn của mình, của tôi. Linh hồn tôi đầy ngốc chủng tử niệm Phật. Mà nếu tôi sống với con chó 7 năm, 10 năm thì cái chủng tử chó nó vô, nó diệt chủng tử niệm Phật tôi thì chết rồi. Làm mau mau, gấp gấp, hiện hồn cho liên hữu của mình, tức là bạn sen. Tôi mang thân chó rồi thì cái tự lực của tôi khó lắm. Bạn trai tăng giùm tôi kiếm bạn sen cho đông. Mà nếu các nhà sư nào mà định lực mạnh nữa đó thì bạn bắt đầu trai tăng, thì cái linh hồn tôi về đó tôi nghe thôi. Nhờ cái bạn sen đông, nhờ chư tăng chú nguyện thì cái định lực tôi mạnh. Thì tất nhiên con chó này chừng 7 bữa mà nghe cái bài thuyết pháp của trai tăng rồi thì chết lập tức. Chết cái xác thân chó, nhưng mà cái linh hồn của tôi bây giờ bắt đầu về cực lạc. Đức Phật hiện ra đưa cái bông sen bằng hào quang, thì cái linh hồn tôi nhập vào đó. Thành ra cái pháp môn tịnh độ tôi thấy rất là hay. Quý vị chỉ cần hiểu pháp lý cho rành thì làm cái gì làm cũng giảng sanh. Nói vậy chứ không phải làm biếng nha. Tôi nói vậy rồi. Làm biếng rồi đây cái nghiệp lẻ tẻ rồi cái duyên nó không đủ rồi quên hết thì chết. Cứ cố gắng tinh tấn đi. Nhưng mà có hoàn cảnh mình nó hơi kẹt thì cứ kẹt, nghe giáo pháp cho rõ. Hoàn cảnh kẹt mà nếu mình biết giáo pháp cho rành, mình có thể chuyển nghiệp. Thế có gì đâu, đã là con người thì phải chuyển nghiệp thôi. Mà chuyển nghiệp là gì? Là do mình nghe giáo pháp. Thành ra tôi thường năn nỉ quý vị là cố gắng đến tịnh xá để nghe pháp. Một tháng có 4 ngày chủ nhật với ngày rằm 30 thôi, có 2 tiếng đồng hồ nghe rồi trở về. Đừng có bị tại gì bởi nữa. Mình bỏ mất 2 tiếng đồng hồ muốn bán, mất đi 1 triệu 1 tỷ đi, mà được cái giáo pháp, được cái giảng sanh. Quý vị được 1 tỷ 10 tỷ đi, rồi quý vị đem theo được không? Cái gì nó phải có tiền đó đi cúng dường, để mấy cái chùa mấy ông sư phải cúng dường mới sống sao? Phải có tiền của quý vị mới sống được sao? Rồi cho bà con cha mẹ mình mà chưa tiền nói cho cha mẹ mình, là cha mẹ mình có tiền rồi khỏi chết sao? Thành ra cái vấn đề pháp lý là quan trọng nhất.
Không, thì trong kinh có câu đó, tam thiên thất bảo nhạo thí ti đa, dụng tận thì hoàng quy sanh diệt, nhất cố pháp ngôn ti thiểu, liễu ngộ năng chứng bồ đề. Nghĩa là tam thiên thất bảo là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ châu đỏ ma não, bảy cái thứ này đầy nhốt cái tâm cõi trời, mà đã bố thí rồi thì dùng trước sau cũng hết. Hết rồi thì sao? Thì hết phước luân hồi, phải có phước là có tội. Nhất cứu pháp văn là một câu kệ, một câu pháp mà khi mình liễu ngộ, mình nhận được cái bất tử rồi thì tất nhiên là chấm dứt cái vấn đề lang thang. Như vậy là cái pháp lý rất là quan trọng đối với người Phật tử. Mà pháp lý ở đâu? Là phải đi nghe pháp. Mà nghe mình phải trạch pháp, cái nào pháp người trời, cái nào pháp của Phật. Còn nghe có vị thuyết pháp đó có sự tu chứng đắc, thì giữa mình với vị đó có một sự trao đổi. Mà trong kinh thường kêu là đạo giao cảm ứng, cái đó là cái khó. Còn trong thiền tông đó kêu là truyền tâm ấn, dĩ tâm ấn tâm. Cái tâm của người chứng đắc nó mạnh thì nó truyền qua cái tâm mình, mặc dầu yếu nhưng mình nhận được cái bất tử, thì hiện nay từ nay là khỏe rồi, chấm dứt vấn đề lang thang trong vô lượng kiếp. Vậy thước trư dứt lời, một lần nữa tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chống giảng sanh về cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.